Tiểu sử Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục, sinh năm 1694, mất năm 1775, lễ kính ngày 19 tháng 10 hàng năm. Phaolô Thánh Giá tên thật là Paul Brand Daniel, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1694 tại Uvada, miền Liguri, nước Ý, trong một gia đình thương gia giàu có đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được mẹ dạy dỗ đầy đủ về đạo hạnh, đặc biệt về lòng tôn kính cuộc thương khó Chúa. Vì thế khi lớn lên, ngài hết lòng kính mến Chúa Giêsu, chịu đóng đinh, chịu chết trên khổ giá. Hàng ngày thánh nhân thực hành việc hãm mình phạt xác và ăn chay, quỳ gối cầu nguyện lâu giờ trước ảnh chuộc tội. Dầu cuộc sống ngài cho tới tuổi 15 đã diễn ra như cuộc sống bình thường của người Kitô hữu, nhưng vào thời này, người đã trải qua một loạt trở ngại khiến ngài dâng trọn đời cho việc cầu nguyện hãm mình. Ngài quỳ gối lâu giờ, thực hành những việc phạt xác như ngủ trên đất và ăn chay liên tục, nhờ đó ảnh hưởng đối với những người đương thời, khiến nhiều người đi tu dòng hay là một linh mục chiều. Vào tuổi 20, việc gia nhập đạo quân Venice để bảo vệ Kitô giáo chống lại người Hồi cho thấy sau một thời lý tưởng ngài đã khác, nhưng ngài đã trở lại đời sống cầu nguyện hãm mình. 6 năm qua đi và chỉ đến lúc 26 tuổi, ngài mới thấy rõ hơn chuỗi ngày tương lai của mình trong một loạt các thị kiến. Ngài hiểu rằng mình phải lập một dòng tu đặc biệt tôn sùng của khổ nạn. Trước hết ngài bắt đầu nếp sống mà tu sĩ dòng thương khó sẽ phải sống, trong khi phát ra một quy luật gửi về Roma xin phê chuẩn. Sau một ít khó khăn, luật này đã được chuẩn nhận. Ngài và em mình là do An Tẩy Giả đã lập dòng ở Monte Argentaro và nhận những tập sinh đầu tiên. Đức Benedicto 16 đã buộc giảm nhẹ đôi chút sự khắc khổ trong đời sống tu trì và đi giao giảng trong các miền lân cận. Phaolô là một nhà truyền giáo nhiệt thành giao giảng cuộc thương khó khắp nơi và gây được nhiều cuộc trở lại. Những năm cuối đời, ngài đã lập dòng các nữ tu thương khó. Bây giờ ngài được dân chúng coi như một vị thánh và mỗi khi đi qua đâu, ngài phải chịu đựng đám đông những người lo kiếm miếng vải áo ngài làm thánh tích, họ chạm tới ngài hay xin ngài chữa bệnh hoặc một ân huệ nào khác. Năm 1775, ngài từ trần tại Roma, hưởng thọ 81 tuổi. Đức Giáo Hoàng Pio IX đã phong ngài lên bậc chân phước và ít lâu sau, phong thánh cho ngài năm 1867. Điều lạ lùng là vị thánh người Ý không hề rời xa quê hương mình sinh trưởng lại rất quan tâm tới việc trở lại của nước Anh mà ngài biết đến rất ít. Ngài nói, nước Anh luôn ở trước mặt tôi và nếu nước Anh trở lại công giáo thì ích lợi cho giáo hội vô kể. Dầu bản thân ngài đã không thể đi bước tích cực nào để cải tiến vấn đề, cũng cần ghi lại rằng 65 năm sau khi ngài qua đời, một tu sĩ, dòng thương khó, anh Domenico Barbeni đã tới nước Anh và trở thành dụng cụ đưa về hiệp thông với giáo hội John Henry Newman và nhiều người khác nữa. Như thế là góp phần vào việc phục hồi đạo công giáo tại xứ sở này. Quyết tâm, hết lòng tôn kính Chúa Giêsu, chịu khổ hình chịu chết trên thánh giá và hàng ngày sẵn lòng vác khổ giá theo Chúa để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi theo gương Thánh Phaolô Thánh Giá. Lời nguyện, lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Phaolô linh mục lòng thiết tha yêu mến thập giá Đức Kitô. Xin làm cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại mà can đảm vác thập giá của mình.